Là con gái thì con phải biết nấu nướng bếp núc, có thế thì mới phục vụ tốt cho gia đình con ạ. Mẹ đã dạy Thư điều đó từ lúc Thư còn rất nhỏ. Nhưng mà đối với Thư, việc nấu nướng không chỉ là trách nhiệm mà còn là việc làm Thư rất yêu thích. Mỗi lần được khen nấu ăn ngon là Thư sung sướng đến chảy cả nước mắt. Mẹ Thư nấu ăn ngon lắm, nhưng mà Thư sống xa mẹ từ nhỏ, vậy nên không được mẹ dạy nhiều. Thư phải nhờ vào sự quan sát, sách vở để nâng cao tay nghề của mình, từ việc chọn nguyên liệu sao cho Thư ngon đến các mẹo nhỏ trong nấu ăn. Mỗi người khi vào bếp sẽ tạo ra một hương vị không ai giống ai. Thư cũng vậy, Thư cũng có gia vị của riêng mình, nấu bằng trái tim để được hạnh phúc, và người thưởng thức cũng vậy. Làm con gái làm điều mình yêu thật thích, Diana làm con gái thật tuyệt.